xin chào tất cả các bạn nhá. Thì hôm nay mình đi xuống dưới làng chơi thì mình thấy thằng em mình nó đang âm rượu nhưng mà mình không nghe tiếng sáo gì cả. Các bạn ạ, không biết nó làm bằng cái gì, mình sẽ xuống hỏi nó nhá các bạn nhá. Đây đi. Sáo đây nhưng mà mình không nghe tiếng kêu các bạn nhá. Để hỏi nó xem nó làm cái gì. Nghe từ bé lắm. Kéo xuống, kéo xuống anh xem nào. Sáo làm bằng gì đấy em? Các bạn này, em mình có bảo là sáo nó làm bằng tốt các bạn nhá. Các bạn này. Đây, mình sẽ đi view sáo. Đôi luôn. Đây các bạn này, đi view sáo các bạn nhá. Đấy, đôi sáo thằng của thằng em mình nó làm nhá. Đây các bạn ơi. Đấy. Các bạn này, đôi sáo của thằng em mình nó làm bằng 4 lon bia nhưng bằng miệng xìm. Bằng miệng sôi các bạn nhá. Đấy, rồi về. Đây các bạn này. Các bạn này. Thì em làm này mất lâu thời gian không? Có ạ. Lâu. Lâu à các bạn ạ. Thằng em mình nó làm tại vì nó ít tuổi nên nó chưa biết làm sáo các bạn nên nó nổi là làm lâu thời gian các bạn ạ. Diều đẹp đấy các bạn ơi, diều đẹp nhưng mà mỗi tội sáo hơi bắp củi. Nhìn nhá, mình sẽ review vùng quanh cái diều cho bạn xem nhá. Đây đồng lúa quê mình nhá. Các bạn này, đây à, diều rất chi là đẹp nhưng mà sáo thì rất chi đẹp. Các bạn thấy đẹp thì comment bên dưới nhá. Đây cái miệng sáo bên dưới đúng là to hơn thật, đúng là biết cách làm đấy. Miệng sáo dưới to nhá, trên nhỏ nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi về. Đây các bạn, giống nhau phết đấy. Bên này cũng thế, bên này một bên to bên nhỏ. Bỏ sao kêu to thế, mình bên dưới kia mình nghe tiếng kêu to thế. Đấy các bạn nhá. Đấy, thì hôm nay mình thấy thằng em này có bộ sáo đẹp quá, mình sẽ tặng sáo cho em nó nhá. Sáo mình cũng không đẹp lắm đâu nhưng mà cái đầu tiên mình làm nhá các bạn nhá. Tuấn ơi, Tuấn ơi, bảo Tuấn Phi về nhà anh lấy sáo, anh ấy đi xe máy này, có cái sáo trên tủ ấy nhá. Mình sẽ cho em nó cái sáo các bạn nhá. Đấy, đây sáo miệng sô các bạn, em vẫn làm đấy là phong cách, đấy mới là chất chơi người chơi. Mình thổi em nhá. Không, bên trên tủ nhà anh ấy. Ừ. Đây, em cầm quay anh ấy, quay anh thổi nhá. Thổi các bạn xem nhá các bạn ơi. Đây. Đây, mình sẽ thổi các bạn xem nhá. Hơi khó kêu các bạn. À, các bạn này, cái này to không kêu, phải thổi nhỏ mới kêu các bạn ạ. Mình thổi nhá các bạn nhá. Phải thổi đều các bạn ạ. Rất chi cao thủ các bạn này. Mình chưa bao giờ mình thấy miệng sáo nào ngầu như này các bạn ạ. Đây các bạn nhá. Miệng sáo rất chi đẹp, đây của em đây nhá. Em tên gì nhỉ em? Em tên Long. Em tên Long ạ. Em Long các bạn nhá. Em Long ở làng Nguồn các bạn ạ. Đấy, em có miệng sáo rất chi là khủng nhá các bạn nhá. Bộ sáo này có khi là nên chuyển não các bạn. Đây em Long ngồi đây, anh cho xin kiểu ảnh nha. Các bạn này, mình nó đang đi xuống các bạn nhá. Đó, nhưng mà sáo mình, cái sáo này tầm nó hơi ngắn các bạn. Vì ngày xưa mình làm sáo dàn mà, mình cắt cái sáo này sáo bên trên nên tầm hơi ngắn các bạn ạ. Thì giờ bỏ đính tú với con gì nữa? Ngáo ngư. Em mở hai cửa nhà anh ra tìm cái tường bảo để đính tú nhà chị Thảo. Thế đấy không phải là tú à? Có phải là tú không? Tú nãy có phải tú. Cái thằng mập vẫn cãi này các bạn này. Tìm mãi được cái sao nó cãi cùn các bạn này. Đây mình sẽ nắp vào cho em nó nhé các bạn nhá. Đây các bạn ơi, mình sẽ cắt ra để nắp cho em nó các bạn nhá. Kêu không? Keo thế. Các bạn ơi, gõ rất chi nhiều keo nhá. Hình như là sợ bọn nó ăn trộm mất sao ạ. Các bạn, rất chi nhiều keo. Rồi gõ này, mua keo còn mua cần đắt hơn mua sáo các bạn. Sáo số.
Nhưng mà số người ta làm miệng đèm đây, làm miệng độc nạ. Cứng lắm các bạn ạ. Mày phá cho á. Thôi phá để còn ai thích ở cái thì comment bên dưới mình sẽ bỏ em nó tặng lại cho nhá. Mình sao khủng các bạn. Mình làm 6 sông thì có mình bên dưới nhá. Ai kêu ấy? Chùa nhỉ? Đây cái 6 mình làm từ lâu rồi các bạn ạ. Từ đợt làm 6 dàn cơ. Đấm cho to á. Đây nha, mình sẽ lắp vào các bạn nhé. Lại liệu gió to kêu không nóng? Gió to kêu. To hả? Kêu kêu. Nó không có hãm, mình sẽ phải buộc hãm đi các bạn nhé. Đi cầm dao dặm vào bình đi. Hãm để cho đỡ trôi sao xuống các bạn ạ. Tại vì cái cây nó làm bé quá. Hơi lạch. Đâm thử các bạn nhá. Để mình test thử các nhá bạn nhá. Tại vì cái sáo này nó hơi bị ngửa các bạn. Đi. Đây mình sẽ test thử. Con này. Nhá cái đây mình thổi à. Tại vì cái sáo mình ưa gió to các bạn ạ. Nó nhiều dây thả nữa dây nữa à? Anh đi lại lại lên nữa. Đi các bạn này. Cái này không gió các bạn. Đấy cơn gió các bạn ạ, hơi gió, hơi kéo, hơi gió bắt. Rồi. Cơn rất chi to nhưng mà tại không có gió các bạn nhá. Cơ này các bạn nè. Chạy nhanh vào. Ôi đất dây các bạn ơi. Đất dây ơi. Nhét đi. Tuông. 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 Đất gì các bạn? Mình phải chạy, mình đây. Biến hết cả chân các bạn ơi. Này, nôi dây nó nhanh nhanh, cầm để chạy chạy vào lấy ngay. Nhanh nhanh nhanh. Không có sao nữa. Đứng rồi. Rồi mình lấy rồi. Các bạn ơi. Đất gì các bạn? Từ cửa dép các bạn. Mất dép rồi, mất dép anh rồi. Mất dép anh chỗ nào ấy? Đâu anh vừa rơi tọa độ nào? Nhớ, qua đây.
Anh rơi tọa độ này, em rơi tọa độ này. Đây tọa độ này. Mình rơi mất cả dép các bạn. Đó là thanh niên này đâm. Chẳng nghe lại phải mua cả cho dây á. Đáng nhờ. Thì đây. Mình nhảy xuống để lấy dây nó cho nó đỡ bay các bạn. Được rồi. Đấy. Trên mặt. Ừ. Thanh niên đờ. Thôi ra được rồi. Đâm đi. Đâm lại các bạn nha. Bị đứt dây các bạn. Mình bẩn hết cả dép các bạn. Tại vì cái sáo mình ưa gió to các bạn. Nhiều dây, thả nữa dây nữa vào. Anh đi nhận lại nữa. Đây bạn này. Cài nhỉ, không gió các bạn. Đấy cơn á. Đấy cơn gió các bạn ạ. Hơi gió, hơi kéo, hơi gió bắt. Rồi. Tại không có gió các bạn nhá. Cơ này bạn nè. Chạy nhanh vào. Đây các bạn này, nên gió hơi bé các bạn. Sáo mình lại thích ưa gió to các bạn, càng to càng kêu. Sáo mình nó không bị níp. Gió to không bị níp. Ấy, có cơn đấy. Nóng ơi, đuôi đi núi dần dần về ông cho ông chạy.